Việt Công giáo xin kính chào quý cộng đoàn, kính thưa cộng đoàn, hẳn không ít người đã từng nghe đến những sự lạ tại hang đá Đức Mẹ Chợ Rẫy, và sau đây là lời các nhân chứng kể về các phép lạ ở hang đá Đức Mẹ Chợ Rẫy. Trong thời gian qua, dù hang đá Đức Mẹ được tu sửa, luôn có đèn nến, hương, hoa nhưng khuôn viên vẫn bừa bộn bởi vật dụng phế liệu của bệnh viện. Vậy mà ngày càng có nhiều người, có đạo cũng như không có đạo, đặc biệt hơn là nhiều nhân viên y tế của bệnh viện không có đạo vẫn đến đây thắp nến, thắp hương cầu nguyện với mẹ. Đó là điều tôi chứng kiến vào sáng ngày 25 tháng 12 năm 2013 khi tôi vào đây cầu nguyện. Có một cô y tá không có đạo sau khi dâng hai cây nến và thắp hương cầu nguyện xong còn hỏi tôi, con bò, con lừa trong hang đá có ý nghĩa gì vậy? Và tôi đã có cơ hội chia sẻ mầu nhập ngôi lời thể cho người chưa biết đến tin mừng. Quả thật, mẹ rất thương con cái, mẹ là những người đau ốm bệnh tật, những người con bấy lâu khô khan nguội lạnh nay lại siêng năng đến viếng mẹ. Và mẹ đã làm nhiều điều lạ. Đây là một vài nhân chứng được ơn mẹ mà nhóm con Đức Mẹ Chợ Rẫy ghi nhận. Chị Maria Nguyễn Thị Huệ, ngày 5 tháng 9 năm 2012, khám tổng quát ở trung tâm Hòa Hảo, kết quả bị u gan lớn 3,5cm. Bác sĩ cho biết, bệnh này bán cả cơ nghiệp cũng không chữa được, kể cả u nhũ, u xơ bác sĩ cũng không cho thuốc uống, mai thai. Nhờ cha chân tín phát hiện hang đá Đức Mẹ, nên chị Huệ thường tìm đến hang đá hành hương cầu nguyện với mẹ. Ngày 5 tháng 10 năm 2012, chị Huệ được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi khám, bác sĩ cũng không cho thuốc uống mà hẹn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng tái khám. Ngày 5 tháng 12 năm 2013, bác sĩ hẹn chị 3 tháng sau đến để sinh thiết u gan và đốt. Đến ngày hẹn là ngày 19 tháng 3 năm 2014, chị được bác sĩ trưởng khoa khám u gan và hội chẩn với kết quả u lành tính rồi không phải làm bất cứ điều gì nữa. Vì u không lớn, u nhũ không còn nữa và tất cả các bệnh đều giảm, u xơ nhỏ dần. Chị tin rằng bệnh của chị được khỏi mau như vậy là do chính mẹ đã chữa lành. Em Anna Đỗ Phi Anh ở Bảo Lộc, tháng 4 năm 2013, Đỗ Phi Anh bị bệnh u não, phải nằm phòng cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy 1 tháng và gia đình không hy vọng cháu sống được lâu. Nhưng khi cháu và gia đình đến khấn ở hang đá Đức Mẹ Chợ Rẫy, thì 1 tháng sau cháu được chuyển ra phòng hồi sức và 2 tháng sau xuất viện trở về Bảo Lộc. Và 5 tháng sau cháu đã nhớ lại tất cả. Chị Maria Hiền, 24 tuổi. Chị Hiền bị bệnh tụy đã 3 năm và đã đi điều trị nhiều bệnh viện mà không khỏi. Bác sĩ cho biết bệnh này sống thêm được ngày nào tháng nào là tốt lắm rồi. Chị phải uống thuốc một ngày hết 400.000 đồng và chi phí lọc máu 20 triệu đồng một lần. Kết quả xét nghiệm máu cao 400. Thế nhưng chị đã cầu nguyện trước hang đá Đức Mẹ Chợ Rẫy 2 tuần liền. Và khi đi xét nghiệm lại thì máu chỉ còn 200. Chị tiếp tục khấn Đức Mẹ 4 tuần rồi đi khám lần nữa trong tháng 11 năm 2013, thì không còn bệnh và cũng không cần phải uống thuốc thêm nữa. Anh An Tôn Dương, 49 tuổi, anh Dương bị bệnh đau đầu, tê nửa người, nhưng khi đi khám ở nhiều nơi thì lại không phát hiện được bệnh gì. Đến khi anh đi khám ở bệnh viện Chợ Rẫy và đồng thời cầu nguyện cùng Đức Mẹ Chợ Rẫy, thì các bác sĩ phát hiện anh bị u não và phải mổ gấp. Tháng 9 năm 2013, sau khi mổ 3 ngày anh mới tỉnh lại và 2 tuần sau anh được xuất viện, anh tin rằng đó là ơn thiên anh nhận được từ mẹ. Cô Maria Tâm, 56 tuổi, cô Tâm bị bệnh tiểu đường và phải chịu di chứng là hư một con mắt. Khi cô vào bệnh viện mắt để khám, bác sĩ nói rằng không thể chữa được nữa. Cô đã tìm đến hang đá Đức Mẹ Chợ Rẫy để cầu nguyện. Sau đó cô Tâm đi bắn tia laser 4 lần vẫn không thấy đỡ. Cô tiếp tục vào bệnh viện tiêm một mũi ở mắt rồi 1 tháng sau xin bác sĩ mổ mắt. Kết quả vẫn không nhìn thấy gì. 2 tháng sau được mổ lại, cô được bác sĩ cho biết giác mạc rất yếu, không chắc chữa được. Cô tiếp tục khấn Đức Mẹ và 1 tuần sau tái khám thì bác sĩ cho biết mắt của cô đang hồi phục từ từ. Thế là đến tháng 6 năm 2013 thì cô Tâm nhìn được ánh sáng nhờ ơn mẹ. Maria Vinh, cô Vinh bị bệnh sỏi thận, chữa trị ở bệnh viện tỉnh Bình Dương 4 ngày liền. Đau đến nỗi không ăn không ngủ được, phải chuyển về bệnh viện Bình Dân và có lịch hẹn hôm sau mổ. Nhưng khi đã vào khấn Đức Mẹ Chợ Rẫy thì cô Vinh bắt đầu ăn được ngủ được. Thấy vậy, bác sĩ kê toa cho cô chỉ phải uống thuốc trong 4 tuần. Và đến tháng 1 năm 2014, thì 2 viên sỏi tự ra mà không cần mổ nữa. Cô xác tính tất cả là nhờ ơn mẹ, chị Maria Tâm. Chị Tâm sinh con đầu lòng đã được 7 tuổi mà không thể sinh thêm được nữa. Chị đã vào khấn Đức Mẹ Chợ Rẫy. 1 tháng sau thì có thai. Rồi sau khi sinh 9 tháng thì một chân em bé cứ co không duỗi thẳng ra được, đi khám ở bệnh viện Nhi Đồng, thì các bác sĩ lại không phát hiện bệnh gì. Gia đình chị Tâm đưa bé vào khấn Đức Mẹ Chợ Rẫy và thật bất ngờ, bé đã được khỏi bệnh vào tháng 3 năm 2013. Chị Lộc ở Đồng Nai,
Chị Lộc bị bệnh u nang buồng trứng nặng nên đã chuyển vào bệnh viện Từ Dũ. Các bác sĩ bảo chị phải mổ ngay, càng sớm càng tốt. Tháng 2 năm 2014, sau khi cầu nguyện Đức Mẹ Chợ Rẫy, chị Lộc tái khám thì các bác sĩ hội chẩn 3 lần, cho biết không còn u nào nữa, không cần phải mổ. Chị nhận ra ngay mình đã được ơn mẹ đặc biệt chữa lành, Anna Thoa. Chị Thoa bị bệnh viêm gan C và đã uống thuốc suốt 2 năm mà không khỏi. Tháng 3 năm 2014, chị vào khấn Đức Mẹ Chợ Rẫy. 4 tuần sau xét nghiệm lại thì bệnh không còn nữa. Chị xác tín mẹ đã thương chữa lành cho chị. Quả thực, càng ngày càng có rất nhiều người thành khẩn tin tưởng cậy trông tìm đến với mẹ Maria ở bệnh viện Chợ Rẫy. Và họ đã được mẹ nhậm lời ban cho hết ơn này đến ơn khác. Trên đây chúng tôi mới chỉ kể được một số trường hợp tiêu biểu. Còn biết bao nhiêu trường hợp khác nữa đã được ơn từ mẹ mà chúng tôi không thể liệt kê hết được. Họ đã đến với mẹ gần như trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng của bệnh tật nan y và đã được chữa lành. Cha Chân Tính lúc sinh thời đã chia sẻ: "Tôi tin chắc mẹ sẽ an ủi, chữa lành và nhậm lời cầu khẩn của tất cả những ai chân thành đến cầu xin mẹ."